Mình đã chốt được quà để tặng cho mọi người rồi đây. Hello mọi người, lại mình Rina đây. Sau clip lần trước để tham khảo những món quà mọi người chọn thì mình đã thấy mọi người chọn rất nhiều về những món quà của Blackpink. Bên cạnh đó cũng có một số bạn chọn BTS nữa. Dựa theo ý kiến của các bạn thì mình sẽ chốt món quà như sau nha. Giá nhất sẽ là một chiếc lightstick của Blackpink. Tanoi Arm nhận được cái món quà này thì gọi là sướng không ngủ được. Tiếp đến là món quà giải nhì. Lần trước mình đã tặng cho người may mắn cuốn album này. Đây là album Born Pink Ver Pink. Nhưng mà lần này mình sẽ chọn ver khác, một ver mà các bạn yêu cầu rất nhiều, đó chính là ver Black nha. Và cuối cùng là món quà giải ba dành cho những bạn nào mà là fan của BTS. Món quà này sẽ là một bộ mini photocast của BTS. Vậy muốn nhận được quà thì phải làm thế nào? Thì các bạn phải làm theo các bước sau nha. Bước 1, các bạn phải theo dõi đủ hai kênh TikTok là Du học Sunny và Du học Nhật Bản Sunny. Mình đã gắn thẻ hai kênh này trên video nên mọi người có thể bấm vào là thấy. Bước 2 là tag ba người bạn vào để chơi cùng, và lưu ý là những người được tag thì đều phải theo dõi hai kênh trên nha mọi người. Bước cuối cùng là điền thông tin nhận giải thưởng tại bio để mình có thể gửi những phần quà đến những bạn chiến thắng nhé. Và một điều các bạn phải nhớ là phải theo dõi đầy đủ các trang mạng xã hội của mình nữa nha. Và cuối cùng mình cảm ơn trung tâm Du học Sunny đã hỗ trợ mình những món quà này để gửi tới các bạn. Chúc các bạn may mắn nha. Bye bye.